mến cho các bạn hôm nay ngày 15 tháng 8 năm 2022 thiệt là tội nghiệp ông Chum hiện giờ có thể là không thể đi du lịch được nữa là vì ông ta đã bị FBI lấy tất cả ba cái hộ chiếu, ba cái passport à, lúc mà họ đến à, à, nhà của ông ta ở Florida để tịch thu lại những hồ sơ quan trọng mà ông ta đã đem đi về từ Florida, từ ở nhà trắng thì FBI đã giữ tất cả ba cái hộ chiếu của ông ta thì ông giải thích là một cái passport thì đã hết giới hạn một cái thì cái, cái bình thường mà ai cũng có và một cái thứ ba là cái mà dành cho um, những người mà làm cho chính phủ như ông ta đã làm tổng thống thì ông ta đã có tất cả là ba cái thì đã bị FBI giữ tất cả thì theo như vậy thì ông ta sẽ không được đi đâu nữa Um, thì không biết khi nào fbi sẽ trả hay không thì ông ta đã nói rằng um, fbi đã giữ tất cả ba cái hộ chiếu của ông ta thiệt là buồn coi như là ông ta chỉ ở trong mỹ thôi không được đi du lịch đâu nữa uh, xin chào